Hôm nay ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tham quan du lịch. Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, huyện Lý Sơn dự kiến đón hơn 3.000 du khách ra tham quan đảo. Thông qua lượng khách đặt vé tàu đặt chỗ nghỉ, thì trong các ngày lễ có hơn 3.000 du khách ra đảo. Huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú tăng cường các hoạt động đón tiếp, hướng dẫn du khách để đảm bảo tạo điều kiện vui chơi, nghỉ ngơi của du khách một cách tốt nhất. Hiện trên địa bàn huyện có gần 140 cơ sở lưu trú, gồm hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, homestay, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 3.500 người cùng lúc. Để đảm bảo việc đi lại của hành khách thuận lợi, Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ Đường thủy Nội địa Quảng Ngãi cũng đã lập kế hoạch lịch tàu chạy một cách phù hợp. Nếu số lượng hành khách tăng đột biến, sẽ bố trí thêm tàu, tăng tần suất chạy từ 10 chuyến lên 12 chuyến một ngày, thậm chí là cao hơn nếu nhu cầu tăng.